Thưa quý vị, hiện tại không chỉ Vũ Hán mà một số quốc gia khác trên thế giới vẫn đang từng ngày chống chọi với trận đại dịch đáng sợ chưa từng có. Nhưng dường như đã có ánh sáng xuất hiện nơi cuối con đường, bởi mới đây có nguồn tin cho hay đã phát triển được vaccine cho virus Vũ Hán. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 1, giáo sư Yuen Kwok-yung tại Đại học Hồng Kông Trung Quốc cho biết nhóm nghiên cứu của ông đã phát triển được vaccine cho virus corona. Theo SCMP, giáo sư Yuen Kwok-yung tiết lộ vaccine này được tách ra từ virus trong ca nhiễm đầu tiên tại Hồng Kông. Tuy nhiên, ông Yuen chia sẻ dù đã sản xuất được vaccine nhưng sẽ cần nhiều thời gian để thử nghiệm trên động vật. Ông cũng không cho biết cụ thể thời gian nào sẽ cho bệnh nhân sử dụng loại vaccine này, bởi sẽ mất vài tháng để thử nghiệm trên động vật và ít nhất thêm một năm để thử nghiệm lâm sàng trên người. Trong khi đó, có thông tin Bệnh viện Đông Thượng Hải thuộc Đại học Đồng Tế Thượng Hải đã phê chuẩn một dự án phát triển vaccine chống loại virus này. Họ cũng tuyên bố mẫu vaccine sẽ được sản xuất trong không quá 40 ngày và cố gắng để sử dụng sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, theo ABC News của Australia cho hay, các nhà khoa học nước này đã trở thành những người đầu tiên bên ngoài Trung Quốc tái tạo thành công virus corona mới NCOV trong phòng thí nghiệm. Mẫu virus tái tạo này cũng cho phép các nhà nghiên cứu phát triển bộ thử nghiệm nhằm xác định những người có khả năng lây nhiễm, kể cả trước khi xuất hiện các triệu chứng bên ngoài. Tái tạo thành công virus NCOV cũng giúp cho các chuyên gia hiểu rõ hơn về cách hoạt động của nó. Đây quả thật là những tin vui giữa thời điểm virus đang hoành hành. Hy vọng vaccine phòng bệnh hoặc là thuốc chữa bệnh sẽ sớm được tìm ra và sử dụng để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh đáng sợ này.